Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với Bất Động Sản Tiềm Năng. Thì trong video lần này hãy cùng Bất Động Sản Tiềm Năng tóm tắt và giải thích chi tiết về quy định mới về môi giới bất động sản. Thì quy định mới nhất về môi giới bất động sản tại Việt Nam đã có những thay đổi đáng kể để nhằm tăng cường quản lý hoạt động môi giới, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và đảm bảo tính minh bạch trên thị trường bất động sản bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Điểm nổi bật của quy định mới đó chính là nghiêm cấm hành nghề môi giới tự do. Cá nhân muốn hành nghề môi giới bất động sản bắt buộc phải làm việc trong một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới hoặc là sàn giao dịch bất động sản. Yêu cầu về chứng chỉ hành nghề thì tất cả các cá nhân hành nghề môi giới đều phải có chứng chỉ hành nghề do cơ quan có thẩm quyền cấp. Còn điều kiện đối với doanh nghiệp là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải có quy chế hoạt động rõ ràng, cơ sở vật chất, kỹ thuật phải đáp ứng các tiêu chuẩn do nhà nước quy định, phải có ít nhất một nhân viên có chứng chỉ hành nghề môi giới. Còn quy định về thanh toán là tất cả các giao dịch bất động sản phải được thanh toán qua tài khoản ngân hàng nhằm tăng tính minh bạch và hạn chế tình trạng trốn thuế. Về ghi giá giao dịch thực tế thì các bên tham gia giao dịch phải ghi chính xác về giá trị giao dịch và hợp đồng để tránh tình trạng khai báo gian dối để trốn thuế. Ý nghĩa của các quy định này đó là để nhằm nâng cao chất lượng về dịch vụ. Việc yêu cầu chứng chỉ hành nghề và quy định về cơ sở vật chất sẽ giúp nâng cao trình độ chuyên môn của các môi giới và đảm bảo chất lượng dịch vụ, tăng cường quản lý thị trường, quy định về hành nghề trong doanh nghiệp và thanh toán qua ngân hàng sẽ giúp nhà nước quản lý chặt chẽ hơn về thị trường bất động sản, ngăn chặn các hành động bất hợp pháp và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Việc ghi giá giao dịch thực tế và các quy định khác sẽ giúp bảo vệ quyền lợi của người mua, ngăn chặn tình trạng bị lừa đảo hoặc ép giá. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi video.